Dương Lâm hùng hồn, không cưng chiều hoa hậu, Hai Ngày Một Đêm đã phát sóng được 2 tập với những phút giây vô cùng là hài hước và đem lại không ít tiếng cười cho khán giả. Khoảnh khắc Dương Lâm hùng hồn tuyên bố, chương trình thực tế tự do tự lo, không thể nào đưa hậu vào cưng chiều được, để nói với Tiểu Vi. Nhưng sự thật thì, Dương Lâm liệu bây giờ có hối hận trước những lời hùng hồn đáp trả các anh em khi Tiểu Vi bây giờ lại là oan gia xứng tầm của anh? Trong một phân đoạn của Hai Ngày Một Đêm, lúc dàn cast chào đón hoa hậu Tiểu Vi, anh cả Trường Giang cho rằng hôm nay con chắc chắn là thắng rồi đó, các anh em đều ngạc nhiên sao vậy? Lúc này anh già mới giải thích, chứ không lẽ con gái đẹp vậy cho nó chơi để nó thua thì thôi. Ngày tâm lự, Dương Lâm lên tiếng, chương trình thực tế vượt nắng vượt gió, tự do tự lo, không lý nào đưa hậu đồ vô rồi cưng chiều được. Anh Bắc đồng tình với anh già, thôi cứ nhường em nó đi, em nó phải chơi hơn thua với em chứ. Thế là các anh liền bỏ Dương Lâm mai lên báo, con trai mà hơn thua với con gái, Dương Lâm vẫn một mực, lên báo gì thì mình chơi cái này là thực tế mà. Dương Lâm đâu có ngờ mình lại ra nông nỗi này, trước mặt là hoa hậu tay thoăn thoắt lụm ốc, sau lưng lại là vệ sĩ hoa hậu hiếu thứ hai. Hậu Tiểu Vi tạm quên tất cả để dành cho bằng được số ốc trong túi của Lê Dương Bảo Lâm,